Anh Đông thì chất xấu duy nhất là ngủ là nghe to quá, người khác không ngủ được đấy, làm ảnh hưởng người khác đấy. Nhưng mà nói vui thế, chứ mà lâu lâu tại vì làm mệt một người cho nên Đông là thỉnh thoảng là nghe rất to đấy. Dìu ấy con hả không nè, cả gãy và cả thở gặp ấy ai đi. Ôi, để anh nói luôn. Cái tật xấu của Đông là... anh nhận xét người khác. Em không, à? Không. Ví dụ như... anh chỉ biết tật xấu của em thôi chứ không biết tật xấu của ai đâu. Ví dụ như Đông mà có nhiều tật xấu thì cũng có thể, à, thế thì có thể kể được 1, 2, 2, 3, không sao hết. Làm gì có nhiều một cái. Các bạn ạ, mình làm một ví dụ thôi. Cầm điện thoại thế này mà ngủ lúc nào cũng biết luôn. Này, đây là một tật xấu ấy nhỉ. Đấy không phải tật xấu, đấy là thói quen à? Đây là năng khiếu và thói quen. Năng khiếu. Đây. Cầm điện thoại này thế mà vẫn ngủ được bình thường các bạn. Đây. Không rơi mít tai. Tật xấu mình nhận xét cả mấy người, hai bao nhiêu, bộ năm người luôn nhá. À không, trừ anh Nhân ra. Hay đánh rắm mọi người nhá, hay đánh rắm. Đánh rắm là tự nhiên luôn. Là cái đây có cả cá. Ờ, có đầy đủ luôn, trừ anh Nhân ra. Ờ, mấy anh em ở đây, anh Nhân ở bên nhà thì không biết, nhưng mà mấy em ở đây cứ ngồi là đánh rắm tự nhiên luôn, không ấy đâu, không nín đâu, không nín đâu. Đó là bốn là xấu của bốn người luôn. Đúng đấy. Đánh rắm tự nhiên các bạn ạ. Không phanh được. Không phanh được. Dạ, nhận xét để mình nhận xét là phong trào ấy. Mình nhận xét đấu đồ của Quang Linh. Có. Có em không? Có em không? Có. Có. Đấy. Có. Đấy là cả 5 nha các bạn, không phải cả 4. Đấy. Đấy là phần ngại. Lúc đầu gặp mình ngại, nhưng mà cuối cùng là sau đây gọi là thiếu theo điều nhạc luôn. Đấy, điều nhạc mà. Ra để kể một tật xấu của Hùng Ga Ca. Hãy đến đây, đến chặn đến đây. Đấy. Hết rồi. À, Hùng Ga Ca còn có cái tật xấu nữa là mấy ngày không tắm. Không, gọi là Hùng Ga Ca là ngại tắm nhất nhà nha các bạn. Đấy là có một cái tật xấu, rất ngại tắm. Đấy. Ngại tắm không phải là đi trốn chứ có phải đấy. Đâu mà Hùng Ga Ca là hay tắm, gọi là tắm cạn, tắm trên khô đấy. Là anh chỉ dùng cái khăn ông thấm vào cái thau, dúng vào thau nước vò xong rồi lau trên người. Đấy là tiết kiệm nước. Hôm nay thì tắm cạn trên khô, xong rồi mai gội đầu sau. Đấy là cái tật xấu Hùng Ga Ca. Còn Ninh clip đi. Nó mới lăn thôi. Anh nhằm bên anh đó và Quang Linh là có một kỷ niệm rất là vui. Lần đầu tiên ấy, là được Quang Linh nấu cho anh em mình ăn. Hai anh em mình từ còn ngày mà quê bà đi đầu luôn, hai anh em hôm đấy là ngày đấy thì hay lúc ăn, nên là tuần nào cũng phải lên thành phố thì cách chỗ đấy hơn 100 cây để mua đồ ăn về. Còn hôm để đi lên thành phố về muộn, hay là 8:30 tối mới về. Con nên hôm đấy là ở nhà nấu ăn. Anh em mình là xác định là đi về muộn, thế là có gọi điện cho Quang Linh là ở nhà nấu ăn được. Thì anh em mình về thì còn có cơm ăn. Thế là nấu cái món đặc sản gì nhỉ? Gia truyền. Hôm đấy thì cá kho. Quang Linh có nấu khi mình với Hùng Ga Ca về thì cơm sắp rồi. Ngày đấy thì mới có ba anh em thì sắp cơm rồi. Hôm đấy là gà kho gia truyền. Mình với các ca rước vào mẹ ăn gì đấy, em đây là món gà kho gia truyền, hai anh em là không biết là món gia truyền như nào chứ được ăn. Thế là bắt đầu về bao mở mắm ra để bắt đầu ăn cơm. Thế là gặp lên thì cũng thấy ngọt nhưng mà lại không biết cái món gì cả. Thế là nhìn xem mày trong cái nồi thì thấy bao nhiêu là gia vị, bao nhiêu là rồi là đủ các củ lắm. Mà đặc biệt hôm đấy thì gà kho gia truyền thì Quang Linh kho cùng với là thịt gia vị bò kho đây là anh em là mãi hôm sau nữa hôm đấy chưa biết, mãi hôm sau nữa thì mới biết là bỏ gia vị bò kho vào kho gà. Rất là vui, cũng như lần đầu tiên được cả bác ăn không biết món gì luôn, là chỉ biết là món gia truyền thôi. Từ thời đến bây giờ không được ăn nữa. từ năm đấy bây giờ cũng có tầm 4 năm rồi thì trong quán đấy cũng đã thất truyền rồi. Thất truyền rồi nhưng mà không nói là mình xin hết, chỉ biết. Dạ, giá truyền là chỉ nấu được một lần.